kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya. MC Quảng A Tũng xin trân trọng giới thiệu bộ truyện ma kinh dị linh dị dài tập Cương Thi Đạo Trưởng, tác giả Hứa Bạch Thiết. Để ủng hộ A Tũng, like, share và comment để lại cảm xúc trong video. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video mới nhất. Donate cho A Tũng qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin trân trọng cảm ơn. Tập 31, chương 188, thu đồ đệ. Sa Trần dùng hàn băng kiếm chống đỡ thân thể, không ngừng thổ huyết. Hà Mễ nằm rạp ở trên mặt đất, phía sau lưng máu thịt be bét, quay đầu hỏi: "Sa Trần đại ca, ngươi không sao chứ?" "Yên tâm, ta không chết được." "Ngươi không thể chết, ngươi chết ai đưa chúng ta về? Ở trên mặt đất thật lạnh lẽo." Sa Trần nghe vậy thì cạn lời: "Sa Trần đại ca." "Ừ." Ngươi lại sao không đến?" "Ta không đi được nữa." Sa Trần đang tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Đầu tiên bị một chưởng nổ của huyết ma làm tổn thương, sau đó lại quay lưng bảo vệ bọn Mao Tiểu Phương, Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ chống lại uy lực tự bạo của Bát Tư Ba. Phía sau lưng của hắn máu thịt be bét, ngũ tạng đều tổn hại. Ở trên thần hồn lít nha lít nhít những khe nứt đã ngã vụn chuẩn bị tan tành. Lần tổn thương này so với lần tổn thương bị thiêu đốt thần hồn cũng không nhẹ hơn. Vấn đề của thần hồn thật ra cũng không lớn, mấu chốt là ngược nhục thân của hắn không điều dưỡng đến vài ba tháng, có lẽ đừng nghĩ hy vọng khỏi hẳn. Hắn còn bị nhẹ, Mao Tiểu Phương, Úc Đạt Sơ, Mã Tiểu Hải, thập bát hộ pháp thảm hại cực kỳ, không đến nửa năm tuyệt đối không khá lên được. Bị thương nhẹ nhất lại chính là La Tang. Bát Tư Ba vì cứu nàng tự bạo, Hà Mễ vì cứu nàng cho nên cũng dốc hết toàn lực, có thể nói là được sủng ái. Sa Trần đại ca, sao vậy? Người Cam Điền Trấn và Côi Tỷ sao còn không đến cứu chúng ta? Bọn họ là người bình thường, bị huyết ma hút đi tinh khí, nó không chừng so với chúng ta còn thảm hơn, tự thân khó đảm bảo. Chờ một chút, ta sẽ gọi người tới. Sa Trần nhịn đau, lấy ra cách ở không chuyển âm phủ, đưa tin cho Nhậm Đình Đình. Người nhanh lên một chút, ta đau đớn mệt mỏi, ta muốn ngủ đó. Âm thanh của Hà Mễ yếu ớt, nằm dạp trên mặt đất mà ngủ thiếp đi. Sa Trần phóng mắt nhìn, nguyên bản mặt đất bằng bây giờ mấp mô, hố đất rộng, toàn cảnh tang hoang, hướng thế nhân biết rõ đây là một trận chiến thảm liệt đến mức độ nào. Trong đó phải kể đến việc Bát Tư Ba tự bạo, tạo ra một hố đất 10 trượng làm người ta nhìn sợ hãi. Người đến quá sớm đâu, ngao cỏ đánh nhau, ngư ông đến hưởng lợi, cuối cùng suýt chút nữa diệt hết toàn bộ chúng ta. Sa Trần ho ra máu, cúi người ở bên cạnh hố đất nhặt lên pháp bảo kim bạt của Bát Tư Ba cầm trong tay, tinh tế thưởng thức. Hàn băng kiếm không thích hợp, ta dùng kim bạt này thay thế cũng không tệ. Nói một mình xong, Sa Trần ngồi xếp bằng nhắm mắt an dưỡng. Ở trên mặt đất nhiều người như vậy, một mình hắn cũng không thể nào có thể lực mà xách về. Không biết qua bao lâu có tiếng bước chân dồn dập chạy đến. Hắn mở to mắt nhìn thấy là Nhậm Đình Đình, khuôn mặt đau lòng, nước mắt như mưa. Đình Đình, nàng đã đến. Nhậm Đình Đình nhìn thấy hắn phía sau lưng máu thịt be bét, muốn đưa tay lên sờ, lại sờ hắn bị đau, che miệng nhỏ thút thít. Còn thất thần làm gì, mau đưa mọi người về trị liệu, có đau không? Sa Trần nhếch miệng cười. Em hôn đến đâu, anh sẽ hết đau đến đó đó. Hay, đúng là đáng chết, đã dạng như thế này rồi còn nói đùa, để em dìu anh về, cẩn thận một chút. Ba ngày sau, ở trong sân của Phục Hy Đường, hơn 20 tấm ghế nằm song song để dưới đất. Mao Tiểu Phương, Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ cùng với 18 hộ pháp nằm ở trên ghế phơi nắng, hoặc là có những người đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Sa Trần và Hà Mễ đang ở phía trên nhìn xuống.
Ba ngày trước một trận chiến quá khốc liệt, hơn 20 tên linh sĩ đã chết. Chu Tam Nguyên bị hút đi tinh khí mà chết. Vượng Tài bị Chu Tam Nguyên đập chết. Bát Tư Bà tự bạo chết. Bốn sư đồ của Phục Hy Đường trọng thương. 18 hộ pháp đến giờ sống giờ chết. Toàn bộ Cam Điển Trấn âm u đầy tử khí. Xếp chút nữa thì biến thành một cái trấn chết. Thuốc tới đây. Hắc Mân Côi, Nhậm Đình Đình và Thư Ninh bưng chén thuốc đi ra đạo đường. Hà Mễ nhìn thấy Hắc Mân Côi liền la lớn: Côi tỷ đưa thuốc cho ta, ta mau đau đến chết mất. Linh chủ thì làm sao lại biết đau, tiểu tử thối, ngay cả ta nói ngươi cũng không có nghe. Để ngươi đừng có xông đến thánh hỏa, ngươi không nghe, bây giờ biết đau được chưa? Hắc Mân Côi tuyệt không có phản ứng, nhẹ nhàng với Hà Mễ cầm thuốc đưa cho Mao Tiểu Phương: Dìa mép, ông mau uống thuốc đi, ta là dựa theo phương pháp ông nói, uống thuốc tổn thương sẽ nhanh lành thôi. Sa Trần, Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ và Hà Mễ cổ quái nhìn Mao Tiểu Phương, trong miệng kêu lên quái dị. Mao Tiểu Phương đứng ngồi không yên, hung hăng lườm bọn chúng một cái, khuôn mặt cứng ngắc nói: tạ ơn Mân Côi cô nương. Mân Côi cô nương, ê, thuốc của ta đâu? Úc Đạt Sơ hỏi. Ở trong phòng bếp, tự mình đi lấy đi. Ấy, cô so với người ta như vậy làm tức chết à? Quả nhiên là xa so ra ta kém sư phụ rất nhiều. Sa Trần cười nói: Nhị sư huynh, ngươi có thể để nhị sư tẩu giúp ngươi bưng mà. Sa Trần, ngươi không nói, đâu có ai bảo ngươi là người câm đâu. Thư Ninh đỏ mặt trách mắng: Tranh thủ thời gian uống thuốc đi, thương nặng như vậy mà còn nói hưu nói vượn. Ta đâu có nói chị đâu nhị sư tẩu, chị chen vào là thừa nhận à? Thôi đi. Sa Trần cười cười, trong tay đưa chén thuốc cho Mã Tiểu Hải, mình nhận lấy thuốc trong tay của Nhậm Đình Đình. Đình Đình, thôn dân đã bố trí xong chưa? Đã an thỏa rồi, anh đừng quan tâm những chuyện đó, anh cứ yên tâm dưỡng thương đi. Được. Tiểu Hà Mễ, cho người này. La Tàng bừng chén thuốc, mặt mũi đầy không vui đưa cho Hà Mễ, khiến cho hắn hớn hở hơn một chút. Hay, chỉ có cô là đối với ta tốt nhất, Côi tỷ đúng là trọng sắc vong nghĩa. Mọi người uống xong thuốc, tinh thần tốt lên một chút, ngồi trong sân nói chuyện phiếm. Sa Trần nhìn thấy La Tàng đang chống cằm, ngẩn người ngắm Hà Mễ, trong lòng hơi động. La Tàng, Bát Tư Bà đã chết. Cha mẹ nuôi của cô cũng không có ở đây, sau này cô định như thế nào? La Tàng sững sờ, cúi đầu. Ta không biết đi đâu về đâu nữa. Nếu như cô đồng ý, ta muốn thu cô làm đồ đệ. Về sau Cam Điển Trấn, Sa Phủ là nhà của cô. Sa Trần bỗng nhiên nói, làm cho La Tang sững sờ. Mao Tiểu Phương, Mã Tiểu Hải và Úc Đạt Sơ cũng giật mình, nhao nhao kinh ngạc nhìn Sa Trần. Sa Trần mới 17 tuổi, so với La Tang chỉ lớn hơn 8-9 tuổi. Liệu làm sư phụ của nàng có phải là quá trẻ? Mà trước kia hắn cũng không có ý định thu đồ đệ. Sở dĩ phát sinh ý nghĩ này là có 3 nguyên nhân. Đầu tiên là Bát Tư Ba tự bạo trọng thương huyết ma, gián tiếp cứu được mọi người. Sa Trần lại cầm kim bạt của Bát Tư Ba cứu chiếu cố La Tang cũng là một đoạn nhân quả. Thứ hai là vì Nhậm Đình Đình, mỗi ngày Nhậm Đình Đình đến trong miếu thắp hương cầu con, lo lắng, việc này cũng không thể nào không vội. Thu La Tam làm đồ đệ có thể làm giãn tâm tình của nàng một chút. Thứ ba là muốn lưu lại nhân tài cho Thiên Đạo Phái. La Tang trời sinh là thiên linh sinh thể, thông minh hơn người, là kỳ tài tu luyện, thu thập nàng nhập môn. 20 năm sau, Thiên Đạo Phái chắc chắn sẽ xuất hiện một cao thủ. Có đồng ý hay không? Ta đồng ý. La Tang vội vàng hoàn hồn, quỳ gối trước người của Sa Trần. Đệ tử La Tang bái kiến sư phụ, bái kiến sư tổ, bái kiến đại sư bá, nhị sư bá. Hảo hài tử, mau mau đứng dậy đi. Ánh mắt của Mao Tiểu Phương lộ ra vui mừng, chật vật đỡ La Tang dậy. La Tang, người bái A Trần là sư phụ, chính là đệ tử đời thứ 40 của Thiên Đạo Phái. Về sau đi theo sư phụ người chuyên cần tu đạo, có biết hay không? Dạ con hiểu. Hôm nay mọi người chúng ta đều bị thương, không tiện cử hành nghi thức nhập môn cho người. Qua mấy ngày thương thế tốt lên rồi làm một thể. A Trần. Sa Trần ngẩng đầu. Dạ sư phụ. Thu La Tang làm đồ đệ, ngươi phải ra dáng làm thầy,
không thiên vị, không tàng tư, hào hào dạy dỗ nó, không để làm hư đệ tử, hiểu không? Ma Tiểu Phương trịnh trọng nhắc nhở. Vâng, sư phụ. Chương 189, một năm. Nửa tháng sau, tại đạo đường, Ma Tiểu Phương mặc thất tinh bảo y, cầm trong tay đào mộc kiếm ngàn năm, trịnh trọng, giải thích cường điệu. Ở phía sau, Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ, Sa Trần, ba người sắc mặt đầy nghiêm túc. Hai bên là tân khách theo lời mời đến đây xem điển lễ. Hơn 10 người ở trong đạo đường, yên tĩnh im ắng, đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Sư phụ, canh giờ đã đến. Mã Tiểu Hải nhắc nhở, Ma Tiểu Phương phù phù quỳ xuống, ba người Sa Trần. Hôm nay cũng quỳ gối, chỉ nghe Ma Tiểu Phương nói, Mao Sơn, lịch đại tổ sư của thiên đạo phái, tại thượng, đệ tử đời thứ 38 đương nhiệm trưởng môn Mao Tiểu Phương thành tâm bái tế. Hiện đệ tử đời thứ 39 Sa Trần thu La Tang làm đồ đệ, thỉnh lịch đại tổ sư chứng kiến phù hộ. A Trần. Sa Trần ứng tiếng đứng lên, cầm lấy ba nén nhang châm lửa, hướng tới chân dung của tổ sư vái ba vái, cắm nhang vào trong lư hương, sau đó nghiêng người để cho La Tang đứng thẳng đối diện với chân dung của tổ sư. Nghi thức thu đồ đệ chính thức bắt đầu. Mã Tiểu Hải trịnh trọng hô. Sa Trần nhìn về phía La Tang, giọng nói trầm thấp, cúi đầu kính thỉnh Nguyên Thủy Thiên Tôn. La Tang vội vàng dập đầu, nhị lạy Thái Thượng Lão Quân, tam lạy đại tổ sư gia. La Tang dập đầu ba lần. Sa Trần hai ngón tay kẹp lên một tờ linh phù, đặt ở dưới ánh nến châm lên, lăng không họa ra phủ văn, tiện tay vung lên, tay lại chấm nước lên cành liễu vẩy lên người của La Tang, nói với La Tang, La Tang, từ hôm nay trở đi, ngươi là đệ tử đời thứ 40 của thiên đạo phái. Ngươi cần phải tuân thủ tam giới của bản môn. Một là bội bạc khi sư diệt tổ. Hai là tâm thuật bất chính, thi pháp hại người. Ba là dùng đạo thuật linh tinh, nhiễu dân bất an. Nếu như người vi phạm, trục xuất khỏi sư môn. La Tang, hy vọng người ghi nhớ rõ tam giới này, chuyên cần khổ luyện, sau này trảm yêu trừ ma, tạo phúc cho nhân loại. Nếu như có một ngày người cậy vào đạo thuật làm sằng làm bậy, vì sư đích thân sẽ thanh lý môn hộ. Giọng điệu của Sa Trần nghiêm khắc nhắc nhở, đệ tử ghi nhớ. Bái kiến sư tổ và hai vị sư bá đi. La Tang quay sang hướng Mao Tiểu Phương cung kính dập đầu, đệ tử La Tang bái kiến trưởng môn sư tổ, bái kiến đại sư bá, bái kiến nhị sư bá. La Tang, đứng lên đi. Một tay của Mao Tiểu Phương đỡ La Tang dậy, từ trong ngực lấy ra một cái gương bát quái đưa cho nàng. Đây là tiểu lễ vật sư tổ tặng cho người, thu dùng để hộ thân. Sa Trần nhìn thầm giật mình, gương bát quái này là hạ phẩm pháp khí. Linh giáo đến người đến xem lễ cũng một trận tặc lưỡi, kinh ngạc. Quả nhiên thiên đạo phái, tài đại khí thô. Sư tổ, con không thể nhận đồ. La Tang hiểu chuyện, Sa Trần cười nói, La Tang, bề trên đưa, không thể từ chối. Dạ, cảm ơn sư tổ. Mã Tiểu Hải và Úc Đạt Sơ cũng đưa linh khí, là do Mao Tiểu Phương đưa cho bọn họ để lấy thể diện. So với lúc Sa Trần nhập môn, đãi ngộ của La Tang tốt hơn rất nhiều. Sư phụ. La Tang ôm ba kiện lễ vật cung kính hô với Sa Trần. Sa Trần trầm ngâm, sư tổ của ngươi cho ngươi đại thủ bút, vi sư cũng không thể hẹp hòi. Thanh hạ phẩm hàn băng pháp kiếm này cho người. Một thân huyền băng pháp kiếm long lanh ánh sáng xuất hiện ở trong tay, hàn khí nồng đậm mãnh liệt trào ra, nhiệt độ ở trong đường đột nhiên trầm xuống, làm cho không ít người xem lễ lùi về phía sau. Ngươi còn chưa bắt đầu tu luyện, không thể nào tế luyện được hàn băng kiếm. Vì sư đem ngươi giúp ngươi phong ấn hàn khí, chờ đến lúc ngươi tu luyện có thành tựu sẽ tế luyện cho dùng. Sa Trần lấy ra một tờ linh phù, dán lên hàn băng kiếm, đưa cho La Tang. Tạ ơn sư phụ. Nghi thức thu đồ kết thúc. Ma đạo trưởng, chúc mừng, chúc mừng. Sa đạo trưởng, chúc mừng.
Nghi thức kết thúc, đám người xem lễ nhao nhao đưa lên lời chúc phúc, giống như là gia cảnh giàu có, Tống Học Lương thậm chí còn đưa đến 3 phần đại lễ. Mao sư phụ, Hà Lễ lúc này ăn mặc hoa lệ đi đến trước người của Mao Tiểu Phương thi lễ. Bát Tư Ba đã chết, Ninh Mã đại chủ trì chuyển thế. Linh giáo bây giờ như là rồng không đầu, số mạng của ta đã định, ta sẽ phải trở về nhận chức linh chủ. Trước khi ta đi, ta muốn thỉnh cầu Mao sư phụ một chuyện. Được rồi, người nói đi. Xin người chiếu cố cô tỷ giúp ta. Mao Tiểu Phương sững sờ. À cái này... Sa Trần, Mã Tiểu Hải và Úc Đạt Sơ đều lộ ra một tia ý cười. Chỉ nghe Úc Đạt Sơ nói, sư phụ Hà Mễ đều phải đi rồi, hắn thỉnh cầu người, người cũng không đáp ứng hay sao? Được. Tạ ơn Mao sư phụ. Nói xong, Hà Mễ hướng Sa Trần và La Tang. Sa Trần đại ca, La Tang trông chờ vào người chiếu cố. Nó là đồ đệ của ta, ta sẽ chiếu cố tốt. Người hào hào làm linh chủ đi, không suy nghĩ những cái khác nhiều làm gì. Hà Mễ thích La Tang, nhưng hắn thân là linh chủ, tình cảm này nhất định là vô duyên. Sa Trần nói ra cũng là một loại nhắc nhở. La Tang, hẹn gặp lại. Trong lòng có rất nhiều người lời muốn nói, đến miệng lại không nói ra. Thiên ngôn vạn ngữ chỉ thành 2 chữ, hẹn gặp lại. Tiểu Hà Mễ, người làm linh chủ đi, có rảnh tìm ta chơi. La Tang nhẹ nói, cũng không có cái loại phức tạp như trong lòng của Hà Mễ. Bởi vì tuổi của nàng còn quá nhỏ, nàng cũng không phải là chuyển thế linh đồng hay là người xuyên không. Cho dù trưởng thành sớm cũng không có khả năng hiểu tình yêu nam nữ, nhiều lắm cũng chỉ coi như Hà Mễ là một người bạn tốt. Nhất định rồi. Hà Mễ quay người bái biệt từng người dân của Cam Điền Trấn, sau đó được đám linh sĩ hộ tống trở về Hồng Sơn. Đi ra rất xa, bỗng nhiên hắn quay đầu không biết nhìn ai. Sa Trần đại ca, ta cảm thấy huyết ma còn chưa chết, hắn nhất định sẽ trở về tìm mọi người báo thù, các người cẩn thận. Huyết ma. Trong lòng của Sa Trần trầm xuống. Thì ra không chỉ có hắn là có cảm giác này, Hà Mễ cũng có. Ngày đó huyết ma lưu lại rất có khả năng biến thành sự thật. Lão quỷ ghê tởm, Sa Trần ghê tởm, Linh giáo ghê tởm, Bát Tư Ba ghê tởm. Huyết ma ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Cách Nhậm Gia Trấn trăm dặm, ở trong một khách sạn, sắc mặt của Sa Trí âm trầm, thì thầm: đám sâu kiến hèn mọn đem tứ ác chỉ thần luyện hóa, ngàn năm tu hành của ta bị hủy trong chốc lát. Nếu như không phải là vượng tài rút ác niệm của người khác ra, ta âm thầm lưu lại một tia nguyên thần, bằng không ta nhất định phải chết. Hỗn đản Bát Tư Ba vậy mà lại tự bạo, nếu không có hắn, ta căn bản cũng không thành bộ dáng như bây giờ. Nhất định ta sẽ quay lại tìm các người báo thù. Không biết là Ma đại ca, La Hầu nhị ca chạy đến ma giới hay không. Nếu như có bọn họ ở đây, tam giới còn ai là đối thủ của chúng ta? Ở Cam Điền Trấn, thu La Tang làm đồ đệ. Sinh hoạt của Sa Trần ngoại trừ dưỡng thương, tu luyện, ở bên Nhậm Đình Đình chỉ là dạy dỗ đồ đệ. La Tang khí chất rất cao, không chọn làm địa sư, lại chọn làm thiên sư. Sa Trần cũng không có giữ lại việc gì, trực tiếp hướng tinh quang hóa thần quyết chỉ điểm cho nàng. Ở trên phương diện của đạo thuật, 24 pháp của Mao Sơn rất dễ nhập môn. Ngự kiếm thuật, trưởng tâm lôi, tiểu chu tà phổ lục là đạo pháp bắt buộc. Thiên tài dù sao vẫn là thiên tài, bởi vì bọn họ khác biệt với người bình thường. La Tang chính là một thiên tài tu luyện. Ngắn ngủi trong vòng một năm, nàng đã tu luyện lên luyện khí nhị trọng, tốc độ không thể so sánh với Sa Trần. Nhưng là La Tang không có hệ thống, nàng tự mình tu luyện, loại tốc độ này là quá đáng sợ. Đương nhiên trong đó cũng không thiếu được, ở phương diện Sa Trần đã ủng hộ tài nguyên. Ngoại trừ La Tang tiến bộ to lớn, Sa Trần cũng tiến bộ không nhỏ. Luyện hóa linh dược có được từ linh giáo, thần hồn cao đến 5 trượng, mắt thấy cũng chuẩn bị đột phá đến 6 trượng. Đáng tiếc, liệt hỏa kiếm ý cũng không có nửa điểm đột phá. Cô đọng bản mệnh luyện khí, hỏa thuộc tính cũng không tìm được vật liệu. Một năm dưỡng thương yên lặng, Sa Trần cảm thấy đây là thời điểm giải quyết cửu u minh viêm ở trong Tử Phủ Thần Cung.
Chương 190, Tam Thiếu. Sư phụ, chuẩn bị xong chưa? Mao Tiểu Phương hỏi. Sa Trần gật đầu. Một năm nay đợi chờ Cam Điền Trấn, không đi đâu. Pháp lực và thần hồn đều điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong, tùy thời chuẩn bị đối phó với cửu U Minh Viêm. Ăn cơm chưa? Dạ chưa. Hãng Lan Cam phát triển, Đình Đình nhất định phải về Nhậm Gia Trấn xem. La Tàng cũng đi theo, trong nhà chỉ có mình con à. À, vừa vặn, ngồi xuống đi, cùng ăn đi, vừa ăn vừa nói. Sa Trần nhìn qua đồ ăn phong phú ở trên bàn, khóe miệng hiện lên một vòng ý cười. Làm ơn cô nương nấu mang tới sau. Mao Tiểu Phương hơi trầm mặt, gật gật đầu. Mần của cô nương cũng cố chấp, mỗi một ngày đều đưa cơm đồ ăn cho người. Coi như là tảng đá thì cũng phải hâm nóng. Sư phụ, người thật sự là không suy nghĩ một chút sao? Sắc mặt của Mao Tiểu Phương trịnh trọng. Ta từ ngày đầu tiên nhập môn, đã trước mặt tổ sư già lập thệ. Cả đời này sẽ trảm yêu trừ ma, giúp đỡ chính đạo, không màng nữ nhi tư tình. Vậy người đã nói với Mân Côi cô nương chưa? Nói, nàng không nghe. Đúng như vậy là oan nghiệt đó. Người có ăn này không? Không ăn thì ra ngoài mẹ đi. Sắc mặt của Sa Trần nhìn sang Mao Tiểu Phương, lão đã biến thành màu đen. Còn mẹ người chứ, cái gì gọi là oan nghiệt, làm nhà làm nhảm cái thằng tiểu tử. Không nói thì không nói. Ta nghe nói là làng tù luyện đến luyện khí nhị trọng rồi. Mao Tiểu Phương quan tâm hỏi. Dạ vâng, là thiên phú của nàng rất tốt. Cũng không biết bát từ ba kiếp trước đã làm bao nhiêu chuyện tốt, đời này mới sinh ra được đứa con như vậy, là thiên sinh linh thể. Sư phụ, người không biết, trong cơ thể của La Tăng lại ẩn chứa linh khí. Cỗ linh khí này độ đậm đặc đủ để chèo chống cho nàng tu luyện đến luyện khí tam trọng. Tài nguyên không ngừng cung ứng. Trong vòng không ngoài 10 năm, nàng có thể đạt đến tu vi của con bây giờ là quá đáng sợ đó. Mao Tiểu Phương nghe vậy cũng kinh hãi. Thiên đạo phái có người và La Tàng nhất định có thể đem Mao Sơn đạo thuật phát dương quang đại. A Trần, người nhất định phải hào hào dạy bảo La Tàng, đừng có chậm trễ làm hỏng đi thiên phú của nó. Con biết mà. Sa Trần gật đầu, đột nhiên nói. Sư phụ, con có vấn đề muốn hỏi người đây. Hỏi đi. Con và Đình Đình kết hôn 1 năm rưỡi, bụng của nàng một mực không có động tĩnh gì. Này lại không phải là bởi vì con là người tu đạo cũng sao? Đình Đình không sinh hài tử, người không thích nàng. Mao Tiểu Phương không trả lời mà hỏi ngược lại. Sa Trần quả quyết lắc đầu. Làm sao có thể? Cô là vợ con mà. Vậy thì con hỏi làm gì? Sa Trần suy nghĩ lời nói của Mao Tiểu Phương, dần dần thẩm ra một chút hương vị, buông bát đũa, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Mao Tiểu Phương. Sư phụ, có phải người biết điều gì? 3 tháng trước, Đình Đình đến tìm ta, cũng là nói chuyện này, giống người đó. Ta xem qua số mạch cho nàng. Đình Đình ngoại trừ thể chất yếu một chút, không có bệnh gì khác. Vậy thì sao? Không phải vấn đề của ngươi thì là vấn đề của nàng. Ngươi cũng không có vấn đề tinh khí sung mãn. Sa Trần không hiểu. Vậy con không sao, Đình Đình cũng không việc gì. Vậy vấn đề là đâu? Là mạng. Mạng? Mao Tiểu Phương nhìn Sa Trần. Người bình thường có khuyết điểm, đạo thuật cũng vậy. Tu đạo giả có 3 khuyết điểm, ất có 1 khuyết. Cái này người chưa từng nói với con. Sa Trần mê man. Ta tưởng là người biết giàu. Sư phụ, con phải cái gì cũng biết đâu. Sa Trần có chút cạn lời nhìn Mao Tiểu Phương. Trong mắt của Mao Tiểu Phương lướt qua vẻ lúng túng. Đạo thuật 3 khuyết. 1 là mạng thiếu. 2 là nhân duyên tình duyên thiếu. 3 là bần thiếu. Mạng thiếu phân làm 3 loại. 1 là yểu mệnh chết sớm. Dễ hiểu, chính là chết đó. Từ lúc thanh niên mà chết. 2 là bệnh tật quân thân. Cái này ở trong người tu đạo, ở linh giới rất phổ biến. 3 là cuộc sống nhiều thăng trầm, nhiều kiếp nạn, nhiều tai nạn. Nghiêm trọng hơn, đi ra ngoài sẽ có họa sát thân, tục xưng là tai tinh, là quỷ xui xẻo. Nhân duyên tình duyên thiếu chia làm thân duyên thiếu và tình duyên thiếu. Thân duyên thiếu
là chỉ không có người thân trực hệ. Tình duyên thiếu là nhất định người không có nhân duyên, sống cả một đời cô độc. Bần thiếu là nghèo đó, không có giàu có được đó. Như ta đây là nghèo nè, không có tiền tài nè. Tiểu Hải cũng vậy, A Sơ thì không biết. Lông mày của Sa Trần nhíu lại. Vậy con là nhân duyên thiếu. Xà lão già xà phụ nhân chết thảm, đành đành cũng không có mang, mười phần là do nhân duyên thiếu. Người tu đạo lực lượng cường đại, tại sao lại có tam khuyết? Vậy có thể bù đắp được khuyết điểm hay không? Sa Trần hỏi. Mao Tử Phương lắc đầu. Ta nghe sư phụ ta nói, đây là vận mệnh cố định của người tu đạo. Ông trời cũng có trói buộc với người tu đạo, trừ phi người phá vỡ vận mệnh, nếu không không thể bù được tam khuyết. Phá vỡ vận mệnh? Ánh mắt của Sa Trần ngưng tụ. Hắn biết thế giới cương ước có vận mệnh. Chẳng lẽ vận mệnh của người tu đạo cũng bao gồm cả hắn ở trong đó? Có lẽ là như vậy. Tam giới lục đạo ngoại trừ cương thi, vận mệnh huyết mạch, vạn vạn sinh linh khác đều chịu sự khống chế của vận mệnh. Ta trên đời này nhất định không thể như vậy. Chỉ cần phá vỡ được vận mệnh, ta có thể bù đắp được tam khuyết. Nói như vậy là con hại Đình Đình, là khắc chết cha mẹ ruột. Sa Trần nghe vậy cười khổ. Người để tâm vào vụn vặt, làm gì có cái chuyện ai khắc ai. Chàng mẹ người là đã có mệnh trùng chú định một kiếp này, không có ngươi thì họ cũng chết. Còn ngươi và Đình Đình ấy là thiên định duyên phận, vì sao không phải là đứa con gái khác? Hết lần này tới lần khác lại là Đình Đình. Đây là mạng của ngươi, cũng là số mệnh của nàng. Người tu đạo bình và người bình thường không khác gì nhau. Người bình thường có khuyết điểm, người tu đạo cũng có. Chỉ là người tu đạo có thể có hy vọng phá vỡ vận mệnh hơn so với người bình thường. À Trần, không nên suy nghĩ nhiều chuyện này. Hảo hảo đối xử tốt với Đình Đình, đừng có phụ lòng đoạn nhân duyên này. Ma Tiểu Phương nói. Dạ con hiểu. Ăn cơm đi. Sa Trần cũng không xoắn xuýt đề tài này nữa. Nếu như đã làm mệnh, vậy thì hảo hảo tu luyện, phá vỡ vận mệnh. Hắn là người có hệ thống, chưa chắc đã không có hy vọng. Ăn cơm xong, Sa Trần, Mao Tiểu Phương đi tới Vọng Thiên Đình. Tiểu Hải mấy ngày nay một mực bế quan ở Vọng Thiên Đình. Lần trước ngươi cho hắn nhân sâm trăm năm, tu vi của hắn đột phá lên tứ trọng, là đang cô đọng nguyên thần. Khó trách con không tìm thấy đại sư huynh. Bố trí tụ hỏa chi trận đã đủ vật liệu chưa à? Con đã chuẩn bị 5 phần, có lẽ đủ dùng. À Trần, dùng dung hợp tam muội chân hỏa cũng là ý tưởng bột phát của ta. Có thể thành công ngay không? Không chắc chắn. Người đã quyết định chưa? Mao Tử Phương nhìn Sa Trần hỏi. Một năm qua con đều luyện tập ngự hỏa, hẳn là không có vấn đề gì. Coi như tam hỏa không thể dung hợp, còn cũng có thể nắm chắc tách chúng nó ra. Sa Trần tự tin nói. Vậy thì tốt. Ê sư phụ, Sa sư đệ, các người tại sao lại tới Vọng Thiên Đình vậy? Mã Tiểu Hải cảm thấy hai người đi tới, từ trong tu luyện tỉnh lại, ngạc nhiên hỏi. Ta và A Trần chuẩn bị bố trí tụ hỏa chi trận, dẫn động Thái Dương chân hỏa đối phó với cửu u minh viêm trong Tử Phủ Thần Cung của A Trần đó. Nghe như vậy, khuôn mặt mập mạp như em bé nổi lên một tia lo lắng. Sư phụ, con đã đọc qua điển tịch của Tổ sư, thiên địa nhân tam hỏa căn bản là không thể dung hợp. Con lo là Sa sư đệ gặp nguy hiểm. Không đâu, ta có nắm chắc. Tiền nhân đã nói thiên địa nhân tam hỏa không thể dung hợp. Còn nói tam hỏa là hỏa chi đạo phân ra, bản thân tồn tại mâu thuẫn, trong đó nhất định là có huyền cơ khác. Nói không chừng chúng ta có thể làm ra kỳ tích đó. Chương 191, tam hỏa. Bố trí tụ hỏa chi trận, quá trình này tương đối rườm rà, nhưng bởi vì Sa Trần cho Mao Tiểu Phương không ít vật liệu luyện khí luyện tập, Mao Tiểu Phương trình độ luyện khí nâng cao, bố trí tụ hỏa chi trận đã sớm quen tay quen việc.
Tụ hỏa trận thành hình, Ma Tử Phương thi triển ra nhất chỉ ngự hỏa thuật, nhóm lửa vào 8 đống cực phẩm tham thạch ở bên ngoài. 8 ngọn lửa bùng lên, ánh mặt trời bỗng nhiên mở rộng một vòng, rủ xuống. Chùm ánh nắng màu vàng bao phủ 8 ngọn lửa, làm cho 8 đạo phàm hỏa này nhiễm thêm một tầng kim sắc, nhiệt độ nóng bỏng tràn ngập thiên địa. Nhờ lửa đã bùng, đây là lửa vương, là Thái Dương chân hỏa. À Trần, vòng ngoài Thái Dương chân hỏa yếu nhược, người không chế chống thở một chút xem nào. Ma Tử Phương phân phó. Dạ vâng, sư phụ. Cảm nhận được Thái Dương chân hỏa phát ra chi uy hủy diệt, so với Tam Muội chân hỏa và Cửu U Minh Viêm còn cuồng bá đạo hơn nhiều. Sa Trần thở sâu, chậm rãi đi về phía trước, khoanh chân ngồi xuống. Mộc là khởi nguyên, hỏa là tận diệt. Một hào ngàn dặm, một chỉ ngàn hỏa, cấp cấp như luật lệnh, ly hỏa pháp. Kiếm chỉ vào 8 đám kim sắc hỏa diễm, lăng không một cái. Một ngọn kim sắc hỏa diễm to như quả đấm thoát ly bản thể, bay tới Sa Trần. Ngừng! Kim sắc hỏa diễm bay lơ lửng, ngón tay của Sa Trần đón lấy, phảng phất như thiêu đốt tay của hắn, nhưng lại không để cho ngón tay của hắn bị thương, là vô cùng thần kỳ. Nhìn cảnh này, con mắt của Mao Tiểu Phương sáng lên thấp giọng. Bên ngoài mặc dù Thái Dương chân hỏa yếu, nhưng vẫn lợi hại hơn gấp trăm lần phàm hỏa. À Trần dễ dàng khống chế như vậy, nhìn ra là nhẹ nhàng. Qua một năm, khẳng định đã có không ít hỏa công phu, cảnh giới lên rất cao. Mã Tiểu Hải nhịn không được. Sư phụ, cảnh giới cao có phải là không gặp nguy hiểm hay không? Lúc này mới bắt đầu, chưa biết được. Mã Tiểu Hải khuôn mặt đầy lo lắng. Sa Trần đánh giá Thái Dương chân hỏa ở trên đầu ngón tay. Hắn có thể cảm nhận được ở trong hỏa diễm tích chứa uy năng vô cùng đáng sợ. Nhưng loại năng lượng cuồng bạo này vẫn còn trong tầm khống chế của hắn. Uy lực của đoàn Thái Dương chân hỏa này so với Tam Muội chân hỏa chú cũng không sai biệt lắm. Nhất chỉ ngự hỏa thuật viên mãn, Tam Muội chân hỏa cấp 5 cũng có thể khống chế. Đừng nói chê chỉ là Thái Dương chân hỏa cấp 3. Sư phụ, con bắt đầu. Sa Trần nói. Chuyên tâm dùng hợp hóa, ta và Tiểu Hải hộ pháp, đừng có phân tâm. Dạ vâng. Sa Trần ứng tiếng, nhất chỉ ngự hỏa thuật cưỡng ép áp chế Thái Dương chân hỏa. Pháp lực trong cơ thể tuôn trào, bao trùm Thái Dương chân hỏa, nhẹ nhàng điểm lên mi tâm. Trong nháy mắt, Thái Dương chân hỏa xuất hiện ở Tử Phủ Thần Cung. Tượng thần hồn cao gần 6 trượng tiếp nhận chân hỏa của nhục thân, khống chế nó hướng Tam Muội chân hỏa và Cửu U Minh Viêm mà lướt tới. Thời khắc quan trọng nhất, thần hồn hết sức chăm chú điều khiển Thái Dương chân hỏa hướng cái kén lửa màu đỏ. Kén lửa màu đỏ chính là Tam Muội chân hỏa bao phủ lấy Cửu U Minh Viêm mà thành. Cũng chính là cái kén lửa đỏ này, Cửu U Minh Viêm mới không dám tiếp tục khoe oai. Sa Trần thi triển ra Tam Muội chân hỏa chú, gia cố cái kén. Bây giờ cái kén ở bên ngoài màu đỏ đã dày hơn một xích. Cửu U Minh Viêm không tốn 3-4 tháng công phu cũng đừng hòng mà thoát khốn. Nhất chỉ ngự hỏa thuật tan. Thần hồn chỉ về phía trước, Thái Dương chân hỏa lập tức bao khỏa ở bên ngoài, cấp tốc hòa tan. Một cỗ nhiệt độ kinh khủng trong nháy mắt tàn tràn ngập Tử Phủ Thần Cung. Thái Dương chân hỏa to như quả đấm, dường như một hòn đá rơi vào trong hồ nước, tạo lên một vòng gợn sóng, phá vỡ Tam Muội chân hỏa và Cửu U Minh Viêm. Rắc một tiếng, cái kén lửa hiện lên một vết rách giống như muốn vỡ vụn. Sắc mặt của thần hồn đại biến, âm thầm vận chuyển pháp lực, chú ý đặc biệt cái kén, tùy thời chuẩn bị thi triển ra Tam Muội chân hỏa chú. Lệ. Ở trung ương của cái kén, quái điểu màu đen đột nhiên kêu lên từng tiếng kêu to. Yên lặng hơn một năm, lần đầu tiên nó khôi phục lại, giống như là núi lửa phun trào, đem toàn bộ cái kén lửa chấn động kịch liệt. Từng sợi ngọn lửa màu đen từ trên người quái điểu tuôn ra. Răng rắc một tiếng nữa, cái kén lửa màu đỏ lớn đã hỏng. Không tốt, Cửu U Minh Viêm thoát khốn. Sắc mặt của thần hồn rất khó coi, không nghĩ tới dung hợp Thái Dương chân hỏa lại có biến cố như vậy. Không thể để cho Cửu U Minh Viêm thiêu hủy thần hồn của ta, lập tức thi triển ra Tam Muội chân hỏa chú áp chế nó. Bỗng nhiên Sa Trần ngẩn người, quái điểu màu đen thoát khốn cũng không công kích thần hồn của Sa Trần, mà bay vòng quanh Thái Dương chân hỏa
và tam muội chân hỏa. Nó giống như là tiểu nữ hài thấy qua đồ chơi búp bê, lần đầu tiên nhìn thấy búp bê vải, hiếu kỳ và khát vọng. Tình huống này là sao? Sa Trần dừng thi chú, suy nghĩ, chìm đắm vào quái điểu màu đen, đột nhiên cảm thấy tê dại cả da đầu. Bởi vì quái điểu kia, qua một phen thăm dò, lại hé miệng đem thái dương chân hỏa và tam muội chân hỏa nuốt vào. Đây là hai đại chân hỏa, nó cứ như vậy mà nuốt. Nuốt xong hai đại chân hỏa, quái điểu màu đen nhìn về phía Sa Trần kêu lên một tiếng, giọng nói gấp rút, tràn đầy khát vọng, giống như là tiểu hài tử muốn ăn kẹo ngọt vậy. Người còn muốn ăn sao? Sa Trần nhịn không được hít một hơi khí lạnh, ý niệm bách chuyển. Ta lại muốn nhìn xem, người mới biến thành quái vật gì? Tam muội chân hỏa, ra! Sư phụ, sao Sa sư đại còn chưa có mở mắt? Liệu có phải là có vấn đề gì hay không vậy? Mã Tiểu Hải nôn nóng hỏi. Mao Tiểu Phương chắp tay sau lưng, nhẹ nhàng đưa bước chân, trong lòng cũng không có bình tĩnh. Dung hợp tam hỏa là chuyện từ xưa tới nay chưa từng có ai làm qua. À Trần, tuyệt đối không lên lỗ mãng, không được thì thôi đi. Mao Tiểu Phương nói. Thái dương chân hỏa, tới. Lời của lão vừa nói xong, bỗng nhiên Sa Trần mở mắt, một lần nữa khống chế một đoàn thái dương chân hỏa đưa vào trong tử phủ thần cung, rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Lần này hắn khống chế thái dương chân hỏa không phải chỉ to như nắm tay, mà là to như cái đầu lâu, gần chiếm cứ tụ hỏa chi trận. Sư phụ, Tiểu Hải, chuẩn bị kỹ càng thán thạch. Một khi thán thạch trong trận tiêu hào, lập tức thêm vào. À Trần chắc có đột phá. Đối với thái dương chân hỏa nhu cầu nhanh chóng tăng lên. Mao Tiểu Phương phân phó. Dạ vâng, sư phụ. Không thể không nói, Mao Tiểu Phương đánh giá rất Trần. Sa Trần đối với thái dương chân hỏa nhu cầu vượt qua tưởng tượng, bởi vì quái điểu khẩu vị rất lớn. Một ngụm tam muội chân hỏa cấp 5, một đoàn thái dương chân hỏa cấp 3 to như cái đầu lâu, căn bản là không để cho quái điểu ăn no. Nó chậm rãi ăn tam muội chân hỏa, đem tam muội chân hỏa mổ 100.000 lỗ, mà thái dương chân hỏa thì bị nó một ngụm nuốt luôn. Khí tức của nó càng lúc càng cường đại. Ta rốt cuộc làm ra quái vật gì đây? Nếu như tiếp tục, ta có thể tiêu diệt nó được hay không? Sa Trần kinh hãi nhìn quái điểu ăn chân hỏa, trong lòng của hắn nhấc lên kinh đảo hải lãng, nhất định phải nghĩ biện pháp chặn nó lại. Thần hồn hướng về phía quái điểu, bắn ra một đạo bạch quang. Bạch quang rơi vào trên người quái điểu, trong nháy mắt bị hắc viêm đốt cháy hầu như không còn, nhưng lại có một tia thần hồn chi lực trên người của nó dừng lại thời gian rất lâu. Lực lượng thần hồn của ta có thể lưu lại lạc ấn trên người nó. Sa Trần giật mình. Cửu U Minh Viêm là chuyên đối phó linh thể, hắn từng bị thiêu hủy mất một nửa thần hồn, bây giờ lại có thể lưu lại hồn ấn ở trong cơ thể của nó. Nó ăn hai đại chân hỏa, thân thể phát sinh biến hóa không nhỏ. Loại biến hóa này là tốt, mang ý nghĩa là ta có thể thu phục được nó. Chương 192, Hỏa Linh. Thiên địa nhân tam đại chân hỏa căn bản là không thể dung hợp. Đây là người tu đạo linh giới đã đưa ra nhận thức, cũng là vô số tiền bối đã tổng kết ra kết luận. Ma Tiểu Phương nhất thời suy nghĩ hão huyền, lại muốn dung hợp tam hỏa, từ đó lĩnh ngộ ra hỏa chi đạo. Sa Trần cũng điên cuồng, vậy mà lại làm thật. Cửu U Minh Viêm bản nguyên biến thành quái điểu màu đen thôn phệ tam muội chân hỏa, thái dương chân hỏa, phát sinh ra dị biến. Bản thân nó thiêu đốt thần hồn để làm cho năng lực yếu đi, làm cho trên người của Sa Trần lưu lại lạc ấn, thu phục nó. Kỳ quái, khí tức của nó rõ ràng mạnh lên, năng lực của bản thân lại suy giảm. Đây là sao? Thần hồn lạc ấn của ta biến mất, vẹn vẹn chỉ tồn tại trong cơ thể của nó 3 giây. Một con quái điểu có thể thôn phệ chân hỏa, tiềm lực to lớn. Nếu như thu phục được nó, chắc chắn như là hổ thêm cánh. Có lẽ để nó chính thức đối đầu với cường giả xuất khiếu. Thái dương chân hỏa cấp 3, uy lực chưa đủ, nó ăn quá nhanh. Vậy tiến lên cấp 5 đi, thuận tiện nghiệm chứng phỏng đoán. Nghĩ như vậy, Sa Trần mở to mắt. Trong ánh kinh hoàng của Mao Tiểu Phương và Mã Tiểu Hải, hướng về tụ hỏa chi trận, lấy ra một đám hỏa diễm kim sắc bay lên không trung. Ngọn lửa ánh sáng rực rỡ như là hoàng kim đổ bê tông mà thành, có cảm giác như là kim loại, nhưng lại giống như hỏa diễm bình thường, mềm mại phiêu giật, vô hình vô thể. Thái dương chân hỏa cấp 4, hơi yếu. Sa Trần cảm ứng, có chút hơi thất vọng. Cực phẩm than thạch chỉ có thể ngưng tụ ra thái dương chân hỏa, tối cao là cấp 4.
Nếu như muốn ngưng tụ ra chân hỏa đẳng cấp cao hơn, nhất định là phải so than thạch chân quý hơn mới được. Những tài liệu kia Sa Trần căn bản là không có tìm được. Huống hồ Thái Dương chân hỏa cấp 4 đã có thể hòa tan đại bộ phận kim loại trên thế giới, là dùng để luyện khí thì dư dật. Thái Dương chân hỏa cấp 4 xuất hiện ở trong Tử Phủ Thần Cung. Chân hỏa đang bùng cháy, quái điểu đang ăn chân hỏa đột nhiên kêu lên một tiếng, bỏ qua tam muội chân hỏa, bay về phía Thái Dương chân hỏa. Nuốt Thái Dương chân hỏa cấp 4, khí tức của nó lại càng cường thịnh. Cùng lúc đó, Sa Trần có thể lưu lại lạc ấn trên người nó càng lâu. Quả là như vậy. Vậy ăn đi, ăn nhiều một chút tiểu tử. Thần hồn vui mừng, phun ra tam muội chân hỏa, bao phủ lấy quái điểu màu đen, phòng ngừa nó ăn xong Thái Dương chân hỏa. Sa Trần mở to mắt, một lần nữa lấy lửa đưa vào trong Tử Phủ Thần Cung. Ở bên ngoài tụ hỏa chia trận, cực phẩm than thạch thiêu đốt gần như không còn. Tiểu Hải, tiếp than thạch vào đi. Mã Tiểu Hải đã sớm chuẩn bị, phối hợp với Mao Tiểu Phương thay đổi than thạch. Trong 3 phút lại đem Thái Dương chân hỏa ngưng tụ rực rỡ. Lần thứ 4 lấy lửa, lần thứ 5, lần thứ 3 thay đổi than thạch. Thời gian trôi qua, vật liệu Sa Trần chuẩn bị chỉ còn lại 1 phần. Hắn tần suất lấy lửa càng ngày càng chậm. Tốc độ thôn phệ của quái điểu chậm lại, nhưng nó vẫn không có dừng lại xu thế thôn phệ. Sư phụ, cực phẩm than thạch chỉ còn lại một phần cuối cùng à. Sắc mặt của Mã Tiểu Hải khó coi. Ma Tiểu Phương ngồi xếp bằng, nhắm mắt, bình tĩnh nhìn Sa Trần. Ở trong lòng gấp gáp, lão căn bản là không biết ở trong Tử Phủ Thần Cung của Sa Trần đang phát sinh chuyện gì, cũng không thể nào giúp được. Tiểu Hải, ngươi về nhà A Trần hỏi xem còn có cực phẩm than thạch hay không. Nếu như có, toàn bộ mang đến đây, mau lên. Ma Tiểu Phương trầm giọng phân phó. Vâng vâng, con đi ngay. A Trần, người rốt cuộc là thành công hay thất bại đây? Thành công hay thất bại, Sa Trần cũng không phân biệt được rốt cuộc là thành công hay thất bại. Liên tục mấy chục lần lấy lửa, phun lửa, quái điểu coi như đã ăn no. Nó ể oải nằm ở trong tam muội chân hỏa và Thái Dương chân hỏa, híp mắt, hài lòng nghỉ ngơi. Mà thần hồn lạc ấn Sa Trần có thể lưu trong cơ thể của nó được một đoạn thời gian ngắn, chậm rãi biến mất. Nói cách khác, hắn cho quái điểu ăn no vẫn không thể nào thu phục được quái điểu. Cái này không biết ta sai ở đâu. Vì sao thần hồn của ta không thể lưu lại lạc ấn trên cơ thể của nó? Nó đã không có thiêu đốt năng lực của thần hồn. Thần hồn lẩm bẩm, ở trên mặt hiện lên một tia chán nản. Không thể từ bỏ, thử lại một lần nữa. Lại một tia thần hồn chi lực chui vào bên trong cơ thể của quái điểu. Quái điểu tựa hồ như thấy Sa Trần quấy rầy nó nghỉ ngơi, bất mãn nhẹ nhàng kêu lên một tiếng. Sa Trần không để ý, cẩn thận cảm ứng thần hồn chi lực ở trong cơ thể của quái điểu. Ước chừng hơn 10 phút, thần hồn chi lực bắt đầu tiêu tán. Thì ra là như vậy. Thần hồn giật mình. Quái điểu màu đen này là do một tia bản nguyên của cửu U Minh Viêm biến thành. Vừa tiến vào trong Tử Phủ Thần Cung của Sa Trần, đã sinh ra linh tính. Qua một năm giao phong với tam muội chân hỏa, trong lúc vô tình dung hợp một loại chân hỏa thứ hai, linh tính mạnh lên, linh trí ra đời. Thần hồn sở dĩ không thể lưu lại lạc ấn trong cơ thể nó, chủ yếu là vì linh trí của nó phản kháng, không ngừng xóa đi thần hồn lạc ấn của Sa Trần. Tử Phủ Thần Cung của ta tuyệt không cho phép xuất hiện đồ vật có linh trí. Vô luận như thế nào, ta đều muốn biến thành xóa đi linh trí của ngươi. Thần hồn trong mắt lướt qua một đạo hàn mang, thở sâu, trầm thấp quát. Kiếm. Một đạo kiếm khí màu trắng do pháp lực ngưng tụ mà thành, từ trong miệng của thần hồn bay ra, bắn về phía quái điểu đang híp mắt nghỉ ngơi. Quái điểu phát giác được nguy hiểm, bỗng nhiên mở to mắt. Nó tỉnh lại, phảng phất như là một thần thú ngủ dài thật lâu bây giờ thức tỉnh. Một cỗ khí thế đáng sợ cực điểm quét ra, toàn bộ Tử Phủ Thần Cung chấn động. Nhưng nó đã ăn quá no, đến cả bay cũng khó. Liệt hỏa kiếm ý. Kiếm khí ý màu trắng biến mất. Xuất hiện trước mặt của quái điểu là một biển lửa. Quái điểu bản thân đã thôn phệ tam đại chân hỏa, hình thành hỏa linh. Đối với cái này cũng không có khó chịu, ở trong biển lửa vui sướng dương cánh bay múa. Liệt hỏa kiếm ý thuộc về đạo chi ý cảnh. Quái điểu sinh ra linh trí không lâu, có lẽ có sức mạnh đáng sợ, nhưng linh trí rất yếu, căn bản là không thể nào nhìn ra huyền diệu của ý cảnh. Đây cũng là nguyên nhân mà Sa Trần quyết định xuống tay với nó. Có linh trí,
liền biết cách khống chế sức mạnh, khống chế linh trí của nó thì khống chế được lực lượng của nó. Thần hồn ngưng kiếm, chạm. Thần hồn hùng hồn ngưng tụ thành kiếm, giấu kiếm ý ở trong biển lửa, đột nhiên chém lên người quái điểu. Quái điểu gào thét, thân thể không ngừng trùng xuống. Là lúc này đây, thần hồn đôi mắt trợn lên, bắn ra hai vệt thần quang, thô bạo đánh vào trong cơ thể của quái điểu, triệt để đập tan linh trí của nó, là tu hú chiếm tổ chim khách. Quái điểu mất đi linh trí, phốc một tiếng tiêu tán, biến thành một sợi lửa đen nửa xám. Tia lửa này làm cho Sa Trần chịu nhiều đau khổ, là bản nguyên chi hỏa cũng biến mất. Ngọn lửa này chỉ có phẩm chất như cọng tóc, lơ lửng ở trong tử phủ thần cung. Nếu như không phải thần hồn quản lý tử phủ thần cung, căn bản không phát hiện được. Chính là một tia bản nguyên cửu u minh viêm nhỏ bé, suýt chút nữa đã thiêu hủy thần hồn của ta. Trong lòng của Sa Trần sợ hãi, bản nguyên chi hỏa quả nhiên đáng sợ. May mắn là cửu u minh viêm bản nguyên đã biến mất, thay vào đó là một sợi hỏa diễm mới sinh ra, nửa đen nửa xám. Sản phẩm của tam đại chân hỏa dung hợp, rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì? Ta đi tìm hiểu ngọn ngành. Thần hồn nhắm mắt, ở trong hỏa diễm, thần hồn lạc ấn tương thông, tinh tế cảm ngộ sợi hỏa diễm huyền diệu mới sinh ra này. Chương 193: Hỗn độn thần hỏa. Sa Trần ngồi xuống một lần 6 ngày ở trên sơn đảo Vọng Thiên Đình. Nhậm Đình Đình mặc áo màu sa tanh ngắn, tóc cuộn cao sau đầu, lộ ra một cái cần cổ trắng như tuyết, trong tay cầm theo hộp cơm, ở trên trán đầy mồ hôi. Đi theo phía sau là La Tang, thân ảnh nho nhỏ đáng yêu. Một năm qua, La Tang đã gần 10 tuổi, bộ dáng khí chất của tiểu cô nương đã biến hóa rất lớn. Khuôn mặt bầu bĩnh bây giờ thon lại, có hướng mặt trái xoan, thân cũng cao hơn. Bởi vì tu luyện đã có thành tựu, khí chất của nàng xuất thần, phối hợp với hàn băng kiếm đeo ở đằng sau lưng càng làm nổi lên sự tinh xảo. Tuổi còn nhỏ đã có dung mạo nghiêng nước nghiêng thành như vậy, nếu như tương lai, nếu như không phải là tận diệt, tuyệt đối sẽ là một đại mỹ nhân. Không thể không nói Hà Mễ cũng rất có ánh mắt, chỉ là không duyên không phận với La Tang. Sư nương, sư phụ còn chưa tỉnh. La Tang nhìn thấy Sa Trần ngồi trên mặt đất không nhúc nhích, nhỏ giọng. Nhậm Đình Đình xách hộp cơm đặt lên băng ghế của Vọng Thiên Đình, chống cằm lo lắng nhìn Sa Trần. Sư nương, sư phụ nói không có chuyện gì, chỉ là sư phụ ngộ đạo, chẳng mấy chốc sẽ tỉnh, người đừng lo lắng. La Tang nhỏ giọng an ủi. Đã 6 ngày rồi, làm sao ta không lo. Nhậm Đình Đình bất đắc dĩ cười khổ. Sớm biết là hắn phải mạo hiểm, ta không về Nhậm gia trấn, ở đây trông chừng hắn. Không được nữa thì dùng dây thừng lôi hắn về. Mấy lần bị thương mới trôi qua bao nhiêu lâu, thật sự là ta chưa bao giờ dừng lo lắng cả. Nghe như vậy, La Tang không nhịn được cười. Thật sự là sư phụ của mình bị sư nương nắm tóc. Ai bảo em không bớt lo, có phải là La Tang hay không? Sa Trần mở to mắt, nhíu chặt lông mày, quay sang phía Nhậm Đình Đình và La Tang. Sư phụ, sư nương nói là người đó, người đừng nghĩ đổ tội cho con. La Tang liếc mắt, tức giận. Người là đồ đệ của ta đó, người lại không bênh ta sao? Sư phụ xấu, không thèm để ý tới người. Sư nương còn đi về trước. Ai, tiểu quỷ danh ma mà, đúng là không bằng dáng vẻ biết điều đáng yêu một năm trước. Nhậm Đình Đình lặng lặng nhìn hắn. Anh nó, anh đừng có lôi La Tang ra làm bia. La Tang hiểu chuyện hơn anh nhiều. Ai, vợ yêu, xin lỗi để cho em lo lắng. Không đợi Nhậm Đình Đình nói xong, Sa Trần tung đại chiêu, trực tiếp đem Nhậm Đình Đình thao thao bất tuyệt ôm vào trong ngực. Nhậm Đình Đình lập tức yên tĩnh. Liền dùng chiêu này để mà ép người ta. Nhớ đó, về sau không nên tùy tiện mạo hiểm. Anh còn có em, còn có nhiều việc. Em và La Tang làm sao bây giờ? Ây, vợ yêu dậy phải, lần sau sẽ không. Nói dễ nghe thật đấy. Em cũng không quản anh đâu, có đói bụng không? Em làm cho anh ăn. Đói? Còn tưởng rằng có trò hay để xem, không nghĩ tới sư phụ lại lợi hại như vậy. Hay một chút đã để cho sư nương im mồm rồi. Nhìn một đôi nam nữ ở trên Vọng Thiên Đình, La Tang nấp ở trong bụi cỏ, thò cái đầu ra nhìn. Tiểu quỷ, không sợ nhìn trộm đau mắt hột sao? Một hòn đá bay tới, búng vào trên trán của La Tang.
La Tàng đau đến chảy nước mắt, hung hăng trợn mắt nhìn sư phụ, sau đó xoay người bỏ chạy. Nếu như không chạy, có khi sư phụ sẽ giết người diệt khẩu mất. Ây, ăn no nê cái bụng rồi, vợ yêu tay ngày càng tốt đó. Ăn no nê xong, Sa Trần nằm dài ở trên băng ghế đá, đầu gối lên chân của Nhậm Đình Đình, khuôn mặt thư giãn thích ý. Nhậm Đình Đình cười, tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc của hắn. Gió núi thổi qua, thổi bay bay tóc của nàng. Một màn này hình ảnh đẹp như trong chuyện ngôn tình vậy. Đình Đình. Dạ, sư phụ đã nói với anh. Nhậm Đình Đình tay cứng lại, sắc mặt có chút bối rối. Bỗng nhiên Sa Trần ngồi dậy, cầm bàn tay nhỏ của nàng, áy náy. Xin lỗi, anh không thể đẻ, cho em đẻ một đứa con. Không, anh đừng nói là xin lỗi. Được gả cho anh là hạnh phúc lớn nhất của em rồi. Đây là số mệnh của anh, cũng là số mệnh của em. Huống chi bây giờ chúng ta đã có La Tang. Có con hay không nó cũng không có quan trọng. Chỉ cần anh đừng ghét bỏ em là được rồi. Nói cái gì vậy? Có thể cưới được em làm vợ là chuyện mấy đời hạnh phúc của anh đó. Làm sao mà anh ghét bỏ em? Nhậm Đình Đình một mặt đầy ý cười, thu dọn hộp cơm, đem hắn kéo từ băng ghế dậy. Đi thôi, sư phụ đã vì anh mà lo lắng muốn chết đó. Anh không đi được. Thôi đi, em đưa cơm cho anh, đừng núi xa như vậy, em mới không đi nổi đó. Vậy anh cõng em đây. Cảm giác được thê tử ở trên lưng rất nhẹ, Sa Trần suy nghĩ trong nháy mắt, quay lại với năm 1924, thời điểm lần đầu tiên họ gặp nhau. Đêm hôm đó nàng cõng nằm ở trên lưng của hắn đi trên đường núi. Đình Đình, anh nhất định sẽ phá vỡ vận mệnh để cho em có thể đẻ cho anh một đứa con của chúng ta. Sa Trần âm thầm nghĩ, ở trên đời này không có con đường nào quá xa so với đôi bàn chân. Không lâu sau, Sa Trần cõng Nhậm Đình Đình trở lại Sa Phủ ở Cam Điền Trấn. Một năm trước, Sa Trần, Mao Tiểu Phương, Mã Tiểu Hải và Úc Đạt Sơ trọng thương. Tất cả thôn dân của Cam Điền Trấn nguyên khí đại thương. Khi đó là lúc Cam Điền Trấn yếu ớt nhất. Vì có thể chiếu cố lẫn nhau, Sa Trần ở Cam Điền Trấn mua một tòa trạch viện. Sau đó, mở ra phòng ở, đón Kim Lão Gia vào. Kim Lão Gia cảm thấy Cam Điền Trấn quá nhiều phiền phức, muốn đến tỉnh thành. Phòng ở trống không cũng là lãng phí. Vừa vặn Sa Trần đang có nhu cầu mua nhà, hai người hợp ý là ăn khớp với nhau. Kim gia lập tức bán đi, đổi thành Sa Phủ. Sa Phủ cách Phục Hy Đường chỉ có mấy bước chân. Đem Nhậm Đình Đình đưa về Sa Phủ, Sa Trần có thể một vòng đến Phục Hy Đường rất nhanh. Sa sư đệ, người sư phụ, Sa sư đệ đã tới rồi. À Trần, nghe tiếng của Mã Tiểu Hải kêu, Mao Tiểu Phương vội vén rèm cửa, nhanh chân đi ra, tinh tế dò xét nhìn Sa Trần. Hay, không có việc gì là tốt rồi. Mấy ngày nay làm Đình Đình lo lắng, ta cũng giật nảy mình. Nào nào, ngồi xuống rồi nói. Sa sư đệ, tam hỏa đã dung hợp thành công à? Mã Tiểu Hải cũng không giống như Mao Tiểu Phương, bảo trì được sự bình thản. Trông thấy Sa Trần ngồi xuống, liền không dằn nổi mà hỏi. Mao Tiểu Phương ánh mắt cũng lộ ra lo lắng. Là đã thành công đó. Thế nào, đã lĩnh ngộ được hỏa chi đạo sao? Giọng của Mao Tiểu Phương có chút dồn dập hỏi. Lĩnh ngộ không phải là nửa đường chết yểu thì có thể là sẽ có con đường thành tiên. Tiên có nghĩa là trường thọ cùng trời đất, bất tử bất diệt, không ai có thể cự tuyệt được cái loại dụ hoặc này. Với ánh mắt chờ đợi của Mao Tiểu Phương, Sa Trần lắc đầu cười khổ. Sư phụ, tam đại chân hỏa dung hợp tạo thành một loại hỏa diễm mới. Còn ở trên ngọn lửa này cảm giác được hỏa chi đạo tồn tại. Nhưng hỏa diễm của con quá yếu, đừng nói là lĩnh ngộ được hỏa chi đạo, chỉ là con đường cũng không có thấy đâu. Loại hỏa diễm mới là cái gì? Ma Tiểu Phương có chút thất vọng, lại đối với loại hỏa diễm mới sinh ra có hứng thú. Là một ngọn lửa màu xám, có thể đem thiên địa vạn vật hóa thành hỗn độn. Nếu như hỏa diễm này tăng cường một điểm, có thể thiêu chết được cường giả cảnh giới dạ du sơ kỳ. Còn đem ngọn lửa này gọi là hỗn độn thần hỏa. Hay, lợi hại như vậy sao? Mã Tiểu Hải đã nhìn qua Bát Tư Ba đánh nhau với huyết ma, giết cường giả dạ du đáng sợ như thế nào. Hỗn độn thần hỏa có thể thiêu chết được cường giả dạ du sơ kỳ, quá nhiên là khủng bố. Ma Tiểu Phương lắc đầu. Hỗn độn thần hỏa là dùng tam đại chân hỏa dung hợp mà thành, trong đó còn có một tia cửu u minh viêm bản nguyên, không nên kém cỏi như vậy chứ.
A Trần, hỗn độn thần hỏa có đặc tính riêng của nó hay không? Có. Là cái gì? Là không ngừng tiến hóa đó. Ma Tiểu Phương như có điều gì suy nghĩ, liền hỏi, tiến hóa như thế nào? Hỗn độn thần hỏa có thể thôn phệ tất cả các loại hỏa diễm trên thế gian. Hỏa diễm phẩm chất càng cao, tốc độ tiến hóa càng nhanh. Càng tiến hóa cao hơn, uy lực càng lớn. Trên mặt của Sa Trần mỉm cười, hỗn độn thần hỏa là cái tên để dọa người. Có thể đem toàn bộ vạn vật hóa thành hỗn độn, năng lực quả nhiên đáng sợ. Nhưng uy lực chân chính cũng không có cường đại. Thôn phệ nhiều chân hỏa như vậy, trong đó còn có một tia bản nguyên của cửu U Minh Viêm, sinh ra hỏa diễm mới lại rất nhỏ yếu. Không chỉ có không đạt được như kỳ vọng của Mao Tiểu Phương là lĩnh ngộ được đạo hỏa chi đạo, ngay cả Sa Trần kỳ vọng có địch nổi cường giả dạ du cảnh hay không cũng không có đạt tới. Nếu như không phải hỗn độn thần hỏa có thể tiến hóa, lần mạo hiểm dung hợp tam hỏa này coi như là công không. Thôn phệ hỏa diễm, tiến hóa. À Trần, tam mội chân hỏa chú của người phát huy tác dụng. Muốn nói phẩm chất của hỏa diễm, trên đời không có ngọn lửa nào có thể so sánh được với tam đại chân hỏa. Nghe được nói hỗn độn chân hỏa có đặc tính tiến hóa, trên mặt của Mao Tiểu Phương thất vọng quét sạch sành xanh. Đối với hỗn độn thần hỏa này, tiềm lực đầy chờ mong. Đúng là như vậy. À Trần, hỗn độn thần hỏa tuyệt đối không đơn giản. Chỉ cần đem vạn vật hóa thành hỗn độn, hỏa diễm sẽ thực hiện đặc tính tiến hóa, là để cho người dụng tâm bồi dưỡng. Tiềm lực so với thần thông còn lớn hơn. Mấy người hỗn độn chân sinh hỏa ra bản nguyên, nó không chừng lúc đó có thể để cho người lĩnh ngộ được hỏa chi đạo. Ngươi đừng có sơ sót. Còn có một điểm cực kỳ quan trọng. Sa Trần và Mã Tiểu Hải bỗng nhiên thấy Mao Tiểu Phương dừng lại, trên mặt hiện lên một ý cười, trong lòng hiếu kỳ không thôi. Sư phụ, còn có cái gì vậy? Người tu đạo luyện tinh hóa khí, thần hồn xuất khiếu, phải trải qua tam tài. A Trần, ngươi nói một chút, thế nào là tam tài? Sa Trần sững sờ, hắn đã là người tu đạo luyện khí bát trọng, thần hồn cao gần 6 trượng, cách xuất khiếu cảnh không xa. Liên quan đến tri thức xuất khiếu cảnh, hắn đã từng hỏi qua Mao Tiểu Phương không ít, há miệng trả lời. Phàm là người tu đạo tu thần hồn pháp, đi đến con đường luyện khí, thần hồn viên mãn sẽ phá vỡ thiên linh, tử phủ xuất khiếu. Từ trên trời rơi xuống, nạn bão thổi, cái này không phải là gió đông nam, tây bắc, cũng không phải là hôn kim gió bắc, cũng không phải là gió thổi hoa liễu trùng túc. Gọi là bí phong, là từ trong thần hồn mà thổi ra, phá hủy toàn thân. Độ không qua thì hồn phi phách tán, vượt qua thì tắm rửa nguyệt chi tinh hoa, rèn luyện thần hồn, có thể ngưng luyện ra âm linh lộ trong truyền thuyết. Vượt qua 3 lần bí phong tai, thần hồn ban đêm vẫy vùng không sợ thiên địa, ban ngày xuất khiếu, từ trên trời sẽ rơi xuống hỏa hoạn đốt người. Lửa này không phải là âm hỏa, cũng không phải là phàm hỏa, gọi là thái dương chân hỏa, là lửa từ trên trời giáng xuống bao phủ toàn thân, sau đó thẩm thấu vào bên trong, thiêu đốt ngũ tạng thành tro, tứ chi đều hư thối, đem ngàn năm khổ hạnh thành hư ảo. Tam hỏa từ trên trời đốt xong sẽ xuất hiện lôi kiếp đánh người, trốn được trường thọ ngàn năm, đúc thành bất hổ thuần dương thân, tránh không khỏi, chắc chắn là tuyệt mệnh. Nạn bão, nạn hỏa, nạn sấm sét chính là xuất khiếu tam tai, phân biệt đối ứng với lại cảnh giới dạ du cảnh, nhật du cảnh và dương thần cảnh. Trải qua 9 lần lôi kiếp, rèn đúc ra bất hủ thuần dương thân, ngộ đạo có thể phi thăng thành tiên, có thể trường thọ cùng trời đất, có thể bất tử bất diệt. Hết tập 31. Kênh YouTube đọc truyện đêm khuya, fanpage truyện đêm khuya, MC Quảng A Tũng xin trân trọng giới thiệu bộ truyện ma kinh dị linh dị dài tập Cương Thi Đạo Trưởng.
Tác giả Hứa Bạch Thiết. Để ủng hộ A Tuấn, like, share và comment để lại cảm xúc trong video. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video mới nhất. Donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin trân trọng cảm ơn.